Thưa quý vị và các bạn, là một bậc phụ huynh, đặc biệt là phụ huynh có con nhỏ đang trong độ tuổi mẫu giáo, thì câu hỏi nên cho con học trường nào, theo phương pháp gì ít nhất một lần từng là nỗi trăn trở suy nghĩ của những người làm cha làm mẹ. Sở dĩ như vậy là bởi bây giờ thì có rất nhiều các trường mầm non được mở ra, cả công lập, tư thục lẫn quốc tế. Và bên cạnh đó thì cũng có rất là nhiều những phương pháp, đặc biệt là phương pháp giáo dục sớm được giới thiệu và áp dụng. Mà mỗi một phương pháp thì lại có những ưu nhược điểm khác nhau. Và để có thể giáo dục trẻ thật toàn diện, đã có những cơ sở mầm non xây dựng nên một chương trình kết hợp hài hòa giữa phương pháp giáo dục Montessori với phương pháp giáo dục sớm Grandoman. Hai phương pháp giáo dục sớm được nhiều cha mẹ ưa chuộng hiện nay. Đây là một trong những điểm khác biệt của giáo dục kết hợp hai phương pháp giáo dục sớm Montessori và Grandoman. Cô bé này 3 tuổi rưỡi và đang được thực hành một trong những bài tập vận động thô. Những bài tập này sẽ giúp kích thích 5 giác quan của trẻ, tạo tiền đề tốt cho trẻ tiếp nhận thông tin trong các giai đoạn tiếp theo. Đặc điểm của phương pháp của Grandoman đó là mình sử dụng trong trường, đó là để kích thích thị giác cho các con và tăng cường vận động thô. Mà cái đó thì mình thấy rằng là về hoạt động vận động thô ở bên Montessori nó không được rõ ràng lắm và nó không được chú trọng nhiều so với các mảng hoạt động khác. Thế thì đấy là hai cái, khi hai phương pháp kết hợp với nhau thì giúp trẻ phát triển được một cách toàn diện nhất về cả vận động thô, vận động tinh, kỹ năng thực hành cuộc sống hay là khả năng nhận thức, khả năng tư duy hay là khả năng ngôn ngữ của các con. Nói đến phương pháp giáo dục Grandoman, thường các phụ huynh chỉ nghĩ đến việc cháo thẻ để con chụp lại và nhớ hình ảnh. Còn với việc vận động thô như thế này, các phụ huynh thường lo sợ con còn nhỏ và không thực hiện được. Để có thể áp dụng được, cha mẹ hay các giáo viên đều phải được học rất cẩn thận để con có thể thực hiện an toàn và phát triển thực sự. Trẻ có thể cầm dao hay là cầm một cái chổi quét nhà, mà thử hỏi rằng là trẻ 15 tháng tuổi đến 2 tháng tuổi, 15 tháng tuổi đến 2 tuổi, ít khi mà làm được nếu không thông qua giáo dục Mon. Còn đây là bài tập kể chuyện sắm vai nhằm giúp trẻ tăng khả năng tương tác và tưởng tượng. Thông thường, những cách giáo dục đặc biệt là giáo viên tiếp xúc tập trung với cá nhân từng trẻ. Thì cái bé rất là năng động, là chơi, học cũng như là bé giao tiếp. Là khi mà Grandoman ấy, bé được đọc thể tranh này, các cô đọc thể tranh này, thì bé tức là cái giao tiếp cũng như là cái sự hợp tác của bé nó tốt hơn rất là nhiều. Với phương pháp Montessori, trẻ được tự làm các hoạt động riêng của mình ngay từ khi còn rất nhỏ. Giáo viên chỉ là người hướng dẫn và làm mẫu. Qua đó, trẻ sẽ tự lập hơn, sáng tạo hơn và chủ động hơn trong sinh hoạt và cuộc sống. Trẻ cũng biết cách tôn trọng bản thân và người khác. Tất cả đều cần phải có một quá trình huấn luyện, bởi không phải trẻ nào cũng có thể thích nghi ngay lập tức.